Liên quan đến các thông tin đời tư của Minh Dự, phía sân khấu cho hay, các việc nhạy cảm của cá nhân diễn viên Minh Dự đã lập vi bằng và nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ và xử lý. Sau đó, Minh Dự chia sẻ lại bài đăng của sân khấu Thế Giới Trẻ. Anh cũng cập nhật ảnh đã đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, đồng thời đăng ảnh hé lộ về hồ sơ vi bằng. Nam diễn viên chia sẻ, ở đâu cũng vậy, thượng tôn pháp luật là điều cơ bản cần phải thực hiện. Theo ghi nhận, vào sáng 8 tháng 10, Minh Dự đã khóa tài khoản cá nhân tên Trần Minh Dự, chỉ fanpage 1,7 triệu người theo dõi còn hoạt động. Vào ngày 2 tháng 10, sau ít hôm bị gọi tên vì bài post của Phan Đạt, Minh Dự lên tiếng. Hiện tại, Minh Dự và ekip đang tiến hành thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến những thông tin xuất hiện gần đây. Đồng thời, chúng tôi cũng đã liên hệ với đơn vị lập vi bằng để đảm bảo rằng mọi chứng cứ này được thu thập một cách minh bạch và đúng pháp luật. Các chứng cứ này sẽ được chúng tôi dùng để làm việc với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Minh Dự cảm ơn những ai đã và vẫn đang yêu thương, tin tưởng cho đến thời điểm này. Minh Dự xin phép không phát biểu thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này cho đến khi có kết luận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và chờ đợi thông tin chính xác nhất từ Minh Dự. Trong tâm thư xin lỗi được đăng tải vào hôm 5 tháng 10, Vương Lan, chồng Phan Đạt cũng làm rõ mối quan hệ hiện tại với Minh Dự. Về mặt cá nhân em nói riêng, em Minh Dự, anh Hoàng Phi, chị Nam Thư cùng anh chị, bạn bè đồng nghiệp khác, mối quan hệ của chúng em vẫn tốt đẹp. Dưới góc nhìn khách quan và đa chiều, em vẫn tin rằng sự yêu thương này vẫn còn tồn tại và niềm tin của mọi người sẽ luôn ở đây, luôn đồng hành cùng em. Tại thời điểm này, em mong tất cả mọi người thương và hiểu cho em. Về phía Phan Đạt, anh chia sẻ với chúng tôi về việc đăng đàn vạch trần. Thật ngại và xấu hổ cho tôi khi để mọi người đọc những điều không hay ho gì. Cá nhân tôi không hề mong muốn mọi thứ đi xa. Tôi chỉ muốn bày tỏ bức xúc của bản thân trước khi mình bỏ nghề. Chắc chắn tôi không muốn dìm hay hạ bệ ai. Tôi muốn mọi người hãy coi đó như một chút than thở về công việc của tôi đang làm. Tôi mong mọi người đón nhận điều này như một lời nhắc của cá nhân tôi gửi tới toàn thể các bạn học sinh, sinh viên hay đơn giản là các bạn trẻ yêu nghệ thuật mà không theo trường lớp. Cuối cùng, tôi chỉ xin mọi người hãy luôn yêu thương, ủng hộ cho sân khấu, bỏ qua mọi chuyện và để các anh chị em liên quan được quay trở lại làm công việc của họ. Vì dẫu sao, họ và tôi cũng có gia đình, tôi không muốn ai phải mất đi con đường hay sự nghiệp. Trân trọng và biết ơn tất cả mọi người, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và anh chị em đồng nghiệp vì hành động của mình. Sau khi bà xã Phương Lan lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, Phan Đạt mới đây lại tiếp tục có động thái mới. Theo đó, anh chia sẻ trên trang story cá nhân việc bị nửa kia của mình quay lưng. Các bạn thấy một cô gái quay lưng với bạn đời vì nghề. Tôi thấy một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu, đánh đổi tất cả để được bám nghề. Chắc chắn cô ấy sẽ làm nghề thật tử tế, sẽ cống hiến mà không uổng phí một xu tiền vé nào mà khán giả bỏ ra. Chúng tôi hiểu nhau trong từng câu nói, thương nhau trong từng ánh mắt. Xin khán giả hãy yêu cô ấy hơn cả tôi. Cư dân mạng cho rằng người mà Phan Đạt nhắc tới chính là bà xã Phương Lan. Ở story tiếp theo, Phan Đạt lại viết dòng trạng thái nói tới việc bản thân bị dìm, chèn ép. Cứ dựng lên bất cứ câu chuyện nào để dìm tôi xuống, nhắm vào tôi thôi được rồi. Còn sự thật vẫn là cô ấy đã cố gắng sống và làm nghề tử tế. Không đố kỵ ai, không nói xấu ai, không phân biệt vai vế với ai. Chăm chỉ và chăm chỉ. Cứ dựng những câu chuyện xấu nhất về tôi vào, giờ tôi có biết đau đớn gì đâu, anh cho hay.